Hà Nội gần 20 người ngất xỉu do ngạt khí xe máy, tin từ Hà Nội. 18 người bị ngất xỉu ở siêu thị Big C The Garden, Nam Từ Liêm, Hà Nội tối thứ Bảy do bị ngạt khí xe máy, báo mạng VN Express trích lời công an cho biết. Qua kiểm tra cho thấy thì tầng hầm của tòa nhà rất ngột ngạt vì không có hệ thống quạt, thông gió. Trong hầm cùng lúc có quá nhiều xe đang nổ máy để chờ ra ngoài, khiến cho không khí ngột ngạt, nhiễm độc. Đại tá Trần Quang Trọng, trưởng công an quận Nam Từ Liêm cho biết và cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến cho nhiều người bị khó thở và ngất xỉu. Tòa nhà nơi Big C hoạt động gồm 5 tầng nổi, 3 tầng hầm. Siêu thị nằm ở tầng hầm thứ 3, thông với tầng hầm thứ 2, nơi có rất nhiều xe máy là một cầu thang cuốn. Để tránh sự việc lặp lại, ông Trọng cho biết đã đề nghị thành phố Hà Nội tạm đình chỉ hoạt động của tòa nhà này để kiểm tra giải quyết vấn đề. Công an quận Nam Từ Liêm cũng cho biết là đã lập tổ điều tra vụ ngạt khí. Trong khi điều tra, siêu thị Big C The Garden vẫn hoạt động bình thường dưới tầng hầm, lượng xe máy vẫn đông đúc. Nhiều khách gửi xe máy cho rằng không khí ở tầng hầm ngột ngạt, khó thở và không thể đứng được quá 5 phút. Theo một số nhân viên trong xe dưới tầng hầm, do tối hôm đó có chương trình ca nhạc ở Big C nên lượng xe gửi đông hơn ngày thường. Khi kết thúc chương trình, người dân đồng loạt lấy xe nổ máy để chờ lên khỏi hầm. Cả 18 người bị ngất xỉu được đưa vào bệnh viện 198 nhưng được xuất viện sáng ngày hôm sau.